Thế giới Arab đang vô cùng tức giận trước việc Bộ trưởng Israel liên tục thăm đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, mà phía Israel gọi là núi đền. Đồng minh số 1 của Israel là Mỹ cũng tỏ rõ thất vọng về các bước đi của Israel, bao gồm cả việc mở rộng các khu định cư bất hợp pháp tại các khu vực lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Ngày 21 tháng 5, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir lại có chuyến thăm lần thứ hai đến khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là núi đền ở Jerusalem. Theo truyền thống Arab, ông đã tiến hành cầu nguyện tại đây và cũng có những phát biểu đáng quan ngại. Tôi rất vui khi được leo lên núi đền, nơi quan trọng nhất đối với người dân Israel. Phải nói, cảnh sát và các binh sĩ ở đây đang làm rất tốt nhiệm vụ. Nó một lần nữa chứng minh ai mới là chủ nhân của Jerusalem. Mọi mối đe dọa của phong trào Hamas, Palestine sẽ không giúp được gì. Chúng tôi là chủ nhân của Jerusalem và của cả đất nước Israel. Ngay sau đó, nội các Israel do Thủ tướng Netanyahu đứng đầu đã tiến hành cuộc họp hàng tuần tại bức tường phía Tây. Tại đây, Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh Jerusalem là thủ đô của người Do Thái, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các khu định cư ở tại phía đông thành phố này, nơi người Palestine mong muốn sẽ là thủ đô của một nhà nước trong tương lai. Cùng ngày, quân đội Israel cũng đã quyết định chính thức cho phép những người định cư quay trở lại khu định cư Homs ở phía bắc bờ Tây, nơi quân đội đã sơ tán người dân vào năm 2005. Các động thái mới nhất của Israel ngay lập tức đã khiến thế giới Arab và Hồi giáo dậy sóng, đồng minh Mỹ tỏ rõ sự tức giận. Văn phòng của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cảnh báo việc gây tổn hại cho đền thờ Al-Aqsa chẳng khác gì hành động đùa với lửa. Điều này sẽ đẩy khu vực vào cuộc chiến tranh tôn giáo với những hậu quả khó lường, ảnh hưởng đến rất nhiều người. Hội đồng các vấn đề Hồi giáo, WAC của Jordan, cơ quan quản lý hành chính với đền thờ Al-Aqsa, cũng phản đối chuyến thăm của Bộ trưởng Israel, cho rằng động thái này sẽ dẫn đến tình trạng leo thang căng thẳng tại bờ Tây, đồng thời cũng chỉ trích cuộc họp nội các của Israel tại đây. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho rằng chuyến thăm của ông Ben-Gvir là sự vi phạm trắng trợn tất cả các chuẩn mực và giao ước quốc tế, đồng thời là sự khiêu khích đối với cảm xúc của người Hồi giáo trên khắp thế giới. Các nước Arab khác cho rằng hành động khiêu khích của Israel là không thể chấp nhận và sẽ khiến tình hình leo thang nguy hiểm. Đến cả người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng bày tỏ quan ngại về chuyến thăm của ông Ben-Gvir, khẳng định không gian linh thiêng Jerusalem không nên được sử dụng cho mục đích chính trị, và Mỹ kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự tôn nghiêm của đền thờ Al-Aqsa. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định việc Israel mở rộng các khu định cư ở bờ Tây là không phù hợp với các cam kết của nước này với Mỹ, và là một trở ngại đối với việc đạt được giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel và Palestine. Giữa lúc thế giới đang tức giận, ngày 22 tháng 5, Israel lại tiếp tục tiến hành thêm một cuộc đột kích quân sự gây tranh cãi tại bờ Tây, khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.